Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội. 10 giờ thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tham dự có các đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 sáng ngày 18 tháng 5 năm 2024, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã đề ra. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Việc một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Mà trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thật sự đoàn kết, thực sự gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương 10, khẩn trương ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tượng quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, giáo sư, tiến sĩ luật học. Đại tướng Tô Lâm tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, sau đó về công tác, trải qua nhiều vị trí công tác tại Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ năm 2006 tới năm 2010, ông làm Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 từ tháng 1 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 từ tháng 1 năm 2016. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2016. Ông được phong quân hàm Thượng tướng tháng 9 năm 2014. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 từ tháng 1 năm 2016 tới tháng 1 năm 2021. Khóa 13 từ tháng 1 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an từ tháng 4 năm 2016. Ông được phong quân hàm Đại tướng tháng 1 năm 2019. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 14-15.